Ngay sau đây xin trân trọng kính mời lên sân khấu bạn Hoàng Thị Anh Thư, lớp 5 tuổi số 6 sẽ cùng tri ân, cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo và bố mẹ của mình. Xin mời con sẽ cùng lên sân khấu đại diện cho tất cả các bạn học sinh khối 5 tuổi của trường mầm non Đại Phúc ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa các quý vị đại biểu,